Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà thật đẹp cho Mắt Home trực tiếp thiết kế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ về ngôi nhà, đó chính là ngôi nhà của gia đình anh Phạm Huy An ở Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất của công trình này ha. Đây sẽ là công trình nhà vườn một tầng với thiết kế mái Nhật. Phong cách thì sẽ có một vài nét của phong cách tân cổ điển, nhưng mà nó vẫn có tinh thần hiện đại trong đây nha quý vị. Mà trước khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Home nhé. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0821333333, 0924099999. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hào Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2024 chúng tôi sẽ khai trương trụ sở Mắt Home miền Trung và Mắt Home Tây Nguyên. Trong website chúng tôi là masthomegroup.vn sẽ có một nhận tư vấn làm nhà. Quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn ở đây, nhập mô tả nhu cầu quý vị vào và ấn về yêu cầu tư vấn. Nhân viên của chúng tôi khi nhận thông tin này sẽ chủ động liên hệ với quý vị. Trong website chúng tôi sẽ có giới thiệu qua về những công trình được bàn giao, rồi giới thiệu về công ty, nè, trụ sở liên quan đến cả phong thủy, một số những mẫu nhà đẹp để quý vị có thể lựa chọn. Đây những mẫu 3D hiện tại rất là được ưa chuộng từ những công trình mái Nhật ha, rồi những công trình hiện đại, tân cổ điển vân vân. Ở đây rồi là những công trình đã được bàn giao rồi, thì quý vị cũng có cái nhìn trực quan để xem là một công trình của Mắt Home từ 3D sang đến thực tế thì nó sẽ như thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về 3D ngoại thất của công trình ngày hôm nay. Như tôi nói ngay từ đầu thì công trình này nó sẽ có một số nét của phong cách tân cổ điển nha quý vị. Vậy thì cụ thể là những cái chi tiết nào sẽ thể hiện phong cách tân cổ điển? Có thể thấy đó chính là đây. Quý vị thấy ngay sảnh chính mặt tiền công trình thì sẽ có những cái đường cong kiến trúc vòm ha. Đây là đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Chưa kể đó là những cái đường chỉ nè cũng rất là nhiều. Màu sơn thì sẽ kết hợp màu sơn trắng kèm vào đó một số vị trí. Chúng tôi sẽ sơn giả đá có tông màu vàng hổ phách. Thì cái màu vàng này nè quý vị, nó cũng là cái màu mà thường thấy ở những công trình tân cổ điển sang trọng, thể hiện cái vẻ đẹp gì đó nó hơi hoàng gia một chút xíu. Thì người ta cũng sẽ sử dụng cái tông màu vàng này. Quý vị thấy là ở phía bên trên nè, hay là ở ngay những chiếc cột ở những vị trí này cũng sẽ có cái tông màu này nhé. Tuy nhiên An lại không khẳng định đây là công trình tân cổ điển, mà nói nó vẫn có những nét hiện đại là bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh cái gam màu vàng hay màu trắng, quý vị thấy sẽ có thêm cái tông màu là màu xanh ghi. Thì thường những cái ngôi nhà hiện đại thì mới xuất hiện những cái gam màu này. Rồi về vật liệu ốp lát thì cũng rất là đa dạng. Và công tâm mà nói thì nó cũng không có đặt những cái thiết kế quá cầu kỳ, những cái hoa văn họa tiết gì đắp nổi quá nhiều, cho nên là nó cũng sẽ nghiêng về cái tinh thần hiện đại này nhé. Ví dụ ở đây đi, quý vị thấy là để trang trí nè, thì sẽ có một chi tiết ống khói giả ở mặt bên của công trình. Ống khói giả này thì chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí, nó cũng sẽ tạo nên cái vẻ đẹp gì đó, nhìn nó cũng rất là thú vị. Với ống khói giả thì nó chỉ thuần về thẩm mỹ nhé, nó không có mục đích gì về công năng, bởi vì như tôi từng chia sẻ đó là về điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam của chúng ta thì không nhất thiết là phải có một cái lò sưởi, cho nên là cũng không cần phải có ống khói nha quý vị, nó chỉ đơn thuần là để trang trí thôi. Về hệ thống cửa thì công trình này đều là cửa nhôm hệ kính 100%, bởi vì đây là ngôi nhà vườn mà đúng không nào, cho nên là lấy cửa nhôm kính nó sẽ giúp lấy được cái nguồn sinh khí ở bên trong một cách tối đa. Với cửa chính ở vị trí này sẽ có một vài những cái neon hoa đồng trang trí nè, để tạo nên cái vẻ đẹp khác biệt hơn so với những cái vị trí cửa còn lại. Thường thì cửa chính lúc nào cũng sẽ là cửa lớn nhất, cho nên đây chúng tôi lựa chọn là cửa 4 cánh nha quý vị. Có một số vị trí là vách kính cố định nữa để giúp lấy ánh sáng và sinh khí ở bên trong thật là nhiều. Ở phía bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp là đá bóc. Đây cũng là một trong những cách để mà chống thấm cho những công trình nhà. Ví dụ đi, nếu mà cái phần tường ở đây chúng ta không ốp đá mà chúng ta chỉ sơn phết thông thường, thì ví dụ là trời mưa chẳng hạn, nước nó ngập ở phần sân chưa kịp thoát, thì chắc chắn nó sẽ gây cho cái phần tường chúng ta bị thấm hoặc là bị phồng rộp vân vân, rất là nhiều vấn đề. Cho nên cái việc mà chúng ta ốp gạch hoặc là đá trang trí bên cạnh cái nhiệm vụ là để tăng tính thẩm mỹ rồi, thì nó cũng sẽ có nhiệm vụ đó chính là giúp tránh được cái hiện tượng là bị thấm dột cho những cái phần tường sơn của chúng ta.
Phần sảnh ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Nếu quan sát từ góc độ trên cao nhìn xuống ha, ta sẽ thấy là sẽ ốp ở đây hai tông màu là màu trắng và màu đen nha quý vị. Hai tông màu đối lập với nhau và khi ốp chung cho một khu vực nó cũng sẽ tạo nên một cái điểm nhấn khá là đặc biệt. Còn ở đây thì ta nhìn về phần mái của công trình ha. Mái ở đây sẽ được thiết kế là mái Nhật và thiết kế cũng rất đơn giản, quý vị thấy là cũng không có xuất hiện những cái ô cửa sổ hay là ô tổ chim gì trên mái hết. Ở đây là một thiết kế nhà vườn gọi là tinh giản nha quý vị. Phần mái ở đây nếu mà ta quan sát từ phía trước thì sẽ là những cái phần mái Nhật tam giác bình thường thôi. Với mái Nhật thì nó sẽ sự kết hợp vẻ đẹp giữa một bên là phong cách cổ điển châu Âu, một bên đó là mái Thái của phương Đông, cho nên là nó kết hợp cả hai nền văn hóa, người ta nhìn vào thì cảm giác rất là dễ chịu nha quý vị. Còn nếu quan sát ở phía sau của công trình thì ở đây để mà giúp che nắng che mưa thì chúng ta đặt thêm đó chính là một phần mái che này, được làm từ thép hộp sơn tĩnh điện, bên trên đặt thêm một lớp máy kính. Quý vị có thể làm là kính cường lực hoặc kính nhựa đều được ha. Đây là cái phần sảnh phía sau, có thể là di chuyển ngồi để thư giãn thì cũng đều được, nói chung là tùy theo sở thích của từng gia đình khác nhau. Phần cổng và tường ba cũng được thiết kế rất là chỉnh chu. Và ở đây, đây là phối cảnh ban đêm này, thì cái hệ thống đèn bên ngoài trời nó sẽ giúp chiếu sáng. Quý vị thấy đèn ở đây thì chúng tôi sẽ đặt là phong cách tân cổ điển, sẽ có những cái đường cong nhẹ để phù hợp với thiết kế có nét tân cổ điển của công trình. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà này nhé. Một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 3, ở đây là 39 trang. Đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nha quý vị. Rồi một số những cái chi tiết, ví dụ chi tiết cửa đi, cửa sổ, rồi cột sảnh ngũ cấp vân vân, rất là nhiều. Tiếp theo đây là mặt bài định vị công trình ha. Ngôi nhà này thì được xây dựng trên khu đất dài 50m, bề ngang là 7,3m nha quý vị. So sánh hoa tiêu UB thấy công trình hướng lên bên trên và hướng qua bên phải, bên trên là hướng bắc, bên phải là hướng đông. Công trình sẽ nằm ở hướng đông bắc. Bây giờ chúng ta xem qua một số hình ảnh thực tế nè, thì đây. Đẹp số hình ảnh thực tế, đây là vị trí khu đất xây dựng nhé. Thì nhân viên mắt hôm tôi khi đến để ký kết hợp đồng với gia chủ thì đã chụp lại. Và chúng ta cũng phải khảo sát xem là đất ở đây địa chất thế nào. Đất cứng hay là đất bùn lầy hay là đất mềm hay đất yếu vân vân. Để mà một xíu chúng ta sẽ quyết định về phương án móng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về bát trạch phong thủy nè. Quý vị thấy đông sư khí phú lộc vẹn toàn, đông nam thiên y trời che chở, bắc duyên niên mùa sụm đình, nam phục vị được sự giúp đỡ. Còn đây sẽ là mặt bằng về công năng của ngôi nhà ha. Thấy ngôi nhà chiều dài là 21,7m, chiều rộng sẽ là 6,3m, diện tích thiết kế là 136m². Về công năng chúng tôi bố trí như sau, sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, tổng cộng là 3 phòng ngủ nha quý vị. Và sẽ có hai vị trí nhà vệ sinh. Lối tiếp cận sẽ lối cửa chính vào phòng khách và cửa hậu phía sau. Hai lối này nằm lệch hoàn toàn một bên, nó không có phạm vào quen thông môn xuyên đường sát theo phong thủy, cho nên cũng rất là tốt. Với quái thông môn xuyên đường sát là gì? Như em cũng đã từng giới thiệu rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ nhắc lại cho một số quý vị nếu mà lần đầu xem qua chưa nắm được. Thì quái thông môn xuyên đường sát tức là cửa chính và cửa hậu sẽ nằm trên cùng một đường thẳng. Cho nên là người ta quan niệm là ví dụ tiền tài của cải đi, đi vào từ cửa chính thì chưa được giữ lại, nó đã trôi tuột ra từ cửa hậu phía sau. Cho nên là về quái thông môn xuyên đường sát thì người ta cũng rất là e ngại vấn đề này. Cho nên thường là kiến sư của chúng tôi thiết kế là cửa chính và cửa hậu nó sẽ nằm lệch một bên như thế này nha quý vị. Rồi ngoài ra hệ thống cửa sổ cũng được thiết kế cũng rất là nhiều nhé. Và quý vị có thể thấy là về số lượng phòng ngủ thì cũng vừa phải, tầm 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Về số lượng, về công năng phòng ngủ, nhà vệ sinh vân vân thì nó sẽ phụ thuộc vào đó chính là số lượng thành viên gia đình quý vị. Ví dụ là một nhà 3 người ở nó sẽ khác nhà 5 người ở và chắc chắn sẽ rất khác nhà 10 người ở. Cho nên là trong quá trình mà trao đổi kiến sư chúng tôi thì quý vị có thể chia sẻ cụ thể xem là ngôi nhà của chúng ta là có bao nhiêu thành viên, để từ đó kiến sư chúng tôi sẽ lên phương án thiết kế một cách hợp lý nhất. Còn bây giờ chúng ta xem qua về một số hình ảnh nội thất của công trình ha. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi. Quý vị thấy ở vị trí này sẽ là vị trí của kệ TV, cạnh bên là không gian thờ tự nè. Rồi kệ TV sẽ được thiết kế chất liệu gỗ công nghiệp MDF phủ melamin kết hợp giữa gam màu gỗ màu trắng. Và phía sau cũng vậy ha, có PVC giả gỗ nè. Rồi cạnh bên này sẽ là cái kệ tủ thiết kế cao kịch trần, kèm theo đó là hệ thống đèn LED nha quý vị. Còn đây sẽ là quạt đèn trần một thiết kế 2 trong 1. Còn phía bên này sẽ là vị trí của sofa. Quý vị thấy là gồm có những chiếc ghế sofa giống như là nó kết hợp với nhau. Quý vị thấy một cái băng dài ha, nhưng mà nó giống như nó nhiều bộ kết hợp lại với nhau vậy. Rồi ở đây sẽ là hai chiếc ghế sofa đơn đối diện. Và vị trí này sẽ là một chiếc bàn trà
được thiết kế cũng rất là cầu kỳ. Còn bây giờ ta sẽ đến với không gian để gọi là survey, dùng bữa cơm, đó chính là khu vực bếp. Kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ L, chất liệu là gỗ MDF phủ melamin. Ở tủ bếp trên chúng ta lựa chọn màu trắng, tủ bếp dưới sẽ là màu ghi. Mặt bếp tường bếp ốp đá granite màu ghi, một vài đường vân loang màu trắng. Còn vị trí phía bên này sẽ là bàn ăn nha quý vị. Bàn ăn thì sẽ được thiết kế, đó chính là khung thùng sẽ là khung thùng inox nè. Còn cái mặt bàn bên trên thì mặt bàn đá, xung quanh chúng tôi sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn được bọc da cao cấp. Bây giờ ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên, công trình phòng ngủ số 1. Với phòng ngủ này thì màu sắc chủ đạo vẫn là tông màu gỗ và tông màu trắng nha quý vị. Màu gỗ thì mang lại cảm giác ấm cúng, màu trắng thì tạo cảm giác cơi nới rộng rãi không gian cũng như là nhìn nó sạch sẽ hơn. Ở đây chiếc giường được thiết kế dạng bột đặt ở ngay trung tâm. Với dạng bột thì quý vị có thể kết hợp thêm bên dưới, chúng ta có thể đặt thêm chăn ga gối nệm hoặc quần áo để lưu trữ. Còn đây sẽ là phòng ngủ số 2 của công trình. Về cơ bản thì nó cũng tương đồng với phòng ngủ đầu nha quý vị. Cái phần vách tường ở đây sẽ có PVC giả lam gỗ kèm vào đó là gỗ MDF. Sàn bên dưới thì chúng tôi sẽ ốp sàn gỗ. Tủ quần áo sẽ được thiết kế đó chính là cao kịch trần. Và cuối cùng đây sẽ là phòng ngủ cuối, phòng ngủ số 3. Nó sẽ có sự khác biệt nhẹ, đó chính là cái phần đầu giường ở đây. Chúng tôi sẽ bỏ vải nỉ nè để tạo cảm giác dễ chịu khi mà ban đêm chúng ta ngủ, nó bảo vệ phần đầu của mình, cũng như là khi mà nếu ai có thói quen đọc sách giống An đi, ta có thể tựa lưng vào đọc sách, cũng cảm giác nó sẽ êm ái hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp đến, đó chính là về mặt đứng của công trình ha. Nhìn vào đây quý vị thấy có xung không định của mái là 6,4m, sàn sàn mái là 4,2m. 4,2m là cái chiều cao khá lý tưởng để chúng ta có thể thoải mái di chuyển ở bên trong. Như tôi từng chia sẻ là nhà càng cao thì khi chúng ta di chuyển bên trong nó càng mát mẻ nha quý vị. Có thể đó là dụng ý của sư khi thiết kế về đến con số 4,2 này. Thường thì cái độ cao trong nhà chúng tôi sẽ lựa chọn những con số chia hết cho 3. Đọc đến mặt cắt của công trình thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, sàn có sắp mái, chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông, rồi một số vị trí cửa đi trong nhà có 2m7, ở một số vị trí trên mái sẽ có những cái lối lên thăm mái cũng như một số ô cửa sổ nhỏ để mà có thể thoáng khí. Thường thì cái tầng áp mái này là để trống thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể tận dụng để chúng ta làm nhà kho hoặc thậm chí là đặt tét nước vào bên trong nha quý vị. Tôi sẽ xem tiếp đến, đó chính là về mặt bằng bố trí cửa của ngôi nhà ha. Mỗi cái hình tròn sẽ là vị trí cửa khác nhau. Ví dụ là ở đây D1 là cửa đi cửa chính nè, kích thước 2500-2700mm cộng trừ 0,0. Rồi cửa S1 là cửa sổ số 1, kích thước 2000-1800mm cộng 0,9 là cửa này, khách sạn 0,9m. Còn đây sẽ là chi tiết cửa đi D1, chính là cửa chính của công trình quý vị. Quý vị thấy quy cách cửa đi hai cánh mở quay, chất liệu cửa nhôm hệ, kính dày 8,38mm, kích thước 2500-2700mm. Quý vị lưu ý là ở đây chỉ có hai cánh mở thôi, tức là chỉ có nếu mà chúng ta tính liên quan đến những cái thông số phong thủy, chúng ta chỉ lấy hai cái lối cửa mở ra được thôi nhé. Còn những cái cửa mà cố định không mở được thì chúng ta không lấy. Ở đây kích thước là 1600. Bây giờ em sẽ truy cập vào thước lỗ ban online nhé, của website mahomegroup.vn. Với thước lỗ ban online thì chúng ta sẽ biết được những cung tốt và cung xấu. Bây giờ sẽ nhập con số vào 1600 nè. Thì quý vị sẽ thấy nó sẽ thuộc vào cung tác quan, nằm trong khoảng quý nhân, đây là khoảng tốt. Hoặc khoảng này gia cảnh được khảo quan, làm phát đạt, bảo vệ trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Xem tiếp hồ sơ kết cấu của công trình thì nhìn về ở đây mặt bằng móng đi, quý vị thấy ngay công trình thi công móng đơn bê tông cốt thép. Bởi vì đây là một công trình thứ nhất là nhà vườn tải trọng nhỏ và có thể địa chất ở đây địa chất cứng, cáp có thể đủ điều kiện để chúng ta thi công móng đơn, cho nên là lựa chọn móng đơn sẽ lựa chọn tối ưu. Bởi vì sao? Bởi vì trong tất cả các loại móng từ băng, bè, cọc thì móng đơn vẫn là cái loại móng tiết kiệm chi phí nhất. Cuối cùng xem hồ sơ điện nước công trình ngày hôm nay ha, thì em sẽ xem qua ở đây, đó chính là mặt bằng bố trí camera của ngôi nhà. Cái nhu cầu để mà lắp đặt camera trong nhà bây giờ là cũng rất là nhiều gia chủ sẽ mong muốn nha quý vị. Ví dụ quý vị có thể thấy ở đây sẽ có camera bên ngoài, bên trong ngôi nhà cũng rất là nhiều. Sẽ có cáp tín hiệu kèm dây nguồn như 2 × 1mm² trong tên D16 nè quý vị. Rồi bộ điều khiển trung tâm, đầu ghi hình camera 4 kênh, màn hình quét kết nối với TV, ổ cứng lưu trữ dữ liệu 1T. Chúng tôi sẽ đặt ở trung tâm của phòng khách.
Vậy là em vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình nhà vườn với vẻ đẹp có một số nét của phong cách tân cổ điển, nhìn cũng rất là cầu kỳ bắt mắt. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần hãy liên hệ ngay với Mark Hồ qua số hotline 0964458888, 0828133333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.